đi. Tụi nó nhà nha. Chìa khóa BMS rồi. Ok các bạn, hôm nay mình sẽ đi giao xe cho khách. Mình đi giao con này. Đây là con BWS. Thì con BWS này là bên mình kiểm tra tổng thoát, tổng quát xong rồi phục hồi một số thứ cho khách. Thì sẵn là mình đi giao cho khách luôn. Đi vô tụi. Đây, đây là không gian làm việc mới của bên mình đây. Sắp tới thì mình sẽ quay cái này cho anh em xem, trở lại quay daily. Con này thì bên mình làm một số thứ, làm đầy điện cho khách nè, vệ sinh nồi, thay nhớt. Khách đi đấu mấy cụm công tắc này kia, xong rồi đấu tù lưa hết. Không biết tự đấu hay là như thế nào đó mà, cho nên mình phải đấu lại, thay dàn nhựa nè, rồi phục hồi bình xăng con. Đi theo anh nha, ra Điện Biên Phủ á. Rồi hôm nay mình mượn nón của anh Thức, Nanny Women. Mình chưa đem cái nón của mình lên nữa mà hôm nay đi giao xe thôi, thấy vui vui lấy quay vlog cho anh em xem luôn. Cái con này nó hơi lạ. Nó hơi lạ cho nên kiếm đồ nó hơi khó. Nó hơi hiếm chứ không phải là lạ nữa, mà nó hơi hiếm một chút. Mua đồ này kia hơi cực. Hôm bữa thì mình đi lấy xe cho khách là xe khách nó bị tình trạng đó là đề không nổ nè, là phải đi kích bình. Đi kích bình xong rồi bắt đầu qua đây kiểm tra. Trời ơi chú ơi, chú chạy chú nhìn đâu vậy chú ơi. Mình kiểm tra xong thì kích bình xong thì cái ga này đang chạy nó bị kẹt anh em. Lúc đó là còn xài cái công tắc này. Thì khi mà công tắc này á, thì dùng để bật tắt. Thì khi mà ga nó kẹt á, là mình phải dùng công tắc này mình chạy luôn. Có nghĩa là cái ga nó là auto nó chạy rồi. Cái dùng công tắc này để ngắt khi mà mình vô cua hoặc là dừng đèn đỏ này kia. Nói chung hơi cực á. Nhưng mà may sao thì bên mình đã phục hồi được ok rồi. Có thể là cái video này anh em sẽ thấy cái chất lượng nó khá là tốt. Tại vì anh Thức anh đang xài cái GoPro 8, còn mình đang xài cái GoPro 5, cho nên cái chất lượng video của mình nó hơi tệ. Con xe này nếu mà anh em nào mua để chạy mod luôn anh ơi. Chém sinh trời ơi. Thật ra xe khách á, chạy lúc mà mình đi lấy xe khách so với shop mình thì nó hơi xa, nhưng tại vì nó ở bên Bình Thạnh. Nếu mà như còn ở khu vực Khao Thanh Đa thì ok. Mẹ ơi luôn, cái trời ơi, má cha nội nó chạy đồ cồng kềnh mà chạy thì ghê thiệt chứ kìa. Mình đi về là ăn cơm luôn là vừa. Mấy giờ rồi? Gần 12 giờ. Rồi công an. Mấy anh công an giờ cũng đeo camera hành trình. Hồi đó kêu công an sợ camera này kia, đội camera là như bài miễn tử này kia. Nhưng mà giờ mình thấy là công an họ cũng đeo camera ngược lại luôn cho nên bắt vô một cái là giống như là hai người quay phim nhau. À, anh em nghe được cái tiếng bô mà tao không biết là cái mic của anh Thức nó có nhạy hay không. Tại vì xe con này là khách đã lên trái rồi. Theo khách nói là khách đã lên trái rồi. Đó. À con này mình cũng làm chén cổ luôn rồi anh em. Lúc mình đi lấy xe là bao sượng luôn. Đó mà bây giờ là mực mà nè. Đó. Này ta gắn gương bên trái. Ông này ông đi gắn gương bên phải. Anh em ở shop mình thì phân chia công việc nhau ra làm. Sẽ có lúc mình đi giao xe, có lúc thằng Sumo nó đi. Hay phiên nhau mà đi. Hôm nay thì mình làm vlog cho nên mình tiện thể mình đi quay cho anh em xem luôn. My god, xe này không có kèn ba ơi. Ba ơi, xe này không có kèn. Nói chung thì từ bữa mà mình đi làm lại dịch vô này kia thì shop mình nó có làm thêm mình. Ôi da,
anh lên giúp rồi, thôi anh lên giúp thì mình đi, mình dừng lại đông quá cũng không hay. Thường á, đi trên đường mình gặp tai nạn á, là mình phải quan sát trước là cái người bị tai nạn á, họ có người giúp chưa, họ té đó, họ nằm đó, hoặc là họ bị ngã xe thế nào đó, thì họ đã có người đã đứng đó phụ họ đẩy xe lên chưa. Nếu như mà có rồi á, thì mình phải tiếp tục mình đi thôi, chứ mình cũng đừng có dừng lại đông quá nó bị tắc nghẽn giao thông. Còn anh em nhiều khi anh em xem clip này kia, thấy xe bị tai nạn trên đường này kia mà mình chạy đi luôn, hay anh em lại kiểu hơi tiêu cực thì ăn khứa để chạy vi sình mà nó ôm dữ không? Thằng đó là Thuận nó sẽ chở mình về. Nhiều khi mà anh em làm xe bên mình thì cứ nhắn tin fanpage, nếu mà anh em kẹt thì có thể là bên mình sẽ hỗ trợ đi lấy xe và giao xe luôn, vậy tốn thêm một chút phí thôi, tiền cà phê cho mấy bạn đi lấy xe giao xe thôi, chứ cũng không có gì nhiều đâu. Nhưng mà cái việc lấy xe giao xe thì nó phải sắp xếp tùy thuộc theo thời gian của bên mình, cái thời gian của bên mình và thời gian của khách thì nó phải tương đồng một số điểm thì mình mới nhận được. Còn khách mà ví dụ như ở xa quá, ví dụ như ở quận 9 hoặc là ở mé mé gần Bình Dương thì hơi xa quá, thì cái đó mình phải cân nhắc. Ví dụ như hôm đó trong tuần mà vắng khách, không có xe đặt lịch làm và cũng không có xe đợi dọn, thì mình sẽ ok, mình sẽ Shopee Food với Now Food bây giờ đổi thành Shopee Food rồi, thì mình mới hỗ trợ mình đi lấy xe được nha anh em, chứ không phải là xe ở đâu mình cũng đi lấy được. Bây giờ anh em thấy nhớ không, nhờ mình qua lấy thì cũng hơi cực cho bên mình, anh em thông cảm cho mình cái chuyện đó ha. Trời ơi, xe này là có phục hồi phục luôn rồi đó anh em, phục hồi phục trước rồi mua mấy cái bọc cao su bọc phục, bọc là cho khách luôn. Đang nói tới cái việc mà bên mình nhận làm tay ga thì sau khi dịch xong thì shop mình bắt đầu phát triển thêm một cái mảng là mảng làm về xe tay ga, ví dụ như là vệ sinh nồi là chủ yếu anh em, vệ sinh nồi thay thế cái chi tiết nồi zin. Còn sắp tới thì sẽ có thể là nghiên cứu thêm về cái mảng nồi độ, bi độ đồ, tại vì trong shop là đa phần là các bạn nhân viên đều đi tay ga hết, mấy đứa thì nó nghiên cứu dữ lắm, nó nghiên cứu nó độ xe của mấy đứa nó ghê lắm, lít thôi nha, lít rồi AB này kia thôi nhưng mà dữ lắm. Úi dồi, mà chạy đã kìa. Thì ra mà chạy cũng bốc lắm chứ bộ. Ra hơi trễ một chút. Hơi ị. Nó nhìn áo sơ mi trắng, nhìn như đa cấp vậy. Hơi ghê ha, chắc là văn phòng quá. À, anh em văn phòng. Ôi ôi, cái đất xanh group này nó bự ghê ta. Đường đi đường này là anh em phải cẩn thận, tại vì nó có hay có công an đứng á, nên chạy phải xi nhan đồ. Xe này đi bánh gai cho nên quẹt chạy nó hơi cưng, rồi cái len ngoài này chạy được rồi, chạy được cái len này, nhưng mà thôi giường ở trong đây trống là mình cứ đi trong đây. Shopee Food giờ này nổi ghê luôn á anh em,
Thật sự là bữa giờ mình thấy mình chào ngoài đường Shopee Food đầy không, mà ý là áo mới nha các bạn, mới vừa gia nhập hậu Shopee Food, đổi từ nào đổi thành Shopee Food cái bắt đầu nó recruitment tuyển dụng này kia dữ dội quá trời. Sắp tới nhà khách rồi, nhà khách bữa mình đi kiếm cũng hơi bị khùng luôn anh em, tại vì cái hẻm này nó hơi nó cái thứ tự đánh số đó nó hơi phức tạp chút. Ôi nhìn người ta cắt tóc mình cũng muốn đi nhuộm tóc. Mái tóc trắng của mình cái đợt đó mình đi nhuộm hôm đầu tháng 1 tháng Tết á. Giờ nó mình đã đen hết trơn rồi, tóc có đen lại hết rồi. Chắc tháng sau đi nhuộm lại. Không đang suy nghĩ là biết nên nhuộm màu xám khói hay là màu đỏ. Màu đỏ kiểu velvet đó nha, kiểu đỏ bầm á chứ không phải là kiểu như của thành tro. Ôi em ơi mà em so đẹp. Pèo 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 pèo. Ôi già nắng quá. Trời nó cưng kìa, nó mập thù lù. Dạ dạ đúng rồi. Nhờ dắt vô hả con? Ý trời. Dạ. Dạ con làm lại hết rồi đó. Mà con có nhắn cho ảnh hết rồi. Trời ơi cái thân. Yeah. Hồi nãy ảnh con nhắn cái tiền bill chuyển khoản á, là ảnh chuyển khoản rồi. Dạ 50 rồi, để con thối cho con. Con cảm ơn cô nha. Dạ, không quên chìa khóa anh. Chìa khóa anh kìa. Dạ dạ. Con cảm ơn cô. Thì yeah. Rồi ok, đi về anh em ơi. Đi về. Không, bọc. Không, bọc vòng kia. Từ, chỗ người ta băng ngang á. Từ. Bọc theo cái vòng bự á, rồi quẹo tới trái. Công an hay đứng đây đó mà hên á, giờ trưa nó đi đâu rồi đó. Rồi, đi thẳng luôn. Lên mò. Ước gì có đường căng trong đây đã. Rồi ok thôi, máy cũng hết pin rồi anh em ơi. Rồi rất anh em đã theo dõi video này nha. Một video nhỏ xinh xinh để mình đi vô xe khách thôi. Rồi nếu mà anh em thấy thích video thì cho mình một like nha. Và nhớ subscribe kênh Butter 7 để có nhận thêm được thông báo mới nhất từ mình. Thì bấm vào chuông thông báo nha. Mỗi khi mình đăng video lên thì anh em sẽ xem được và biết được ngay, để không bỏ lỡ một video nào của mình ha. Cảm ơn anh em, bye bye anh em. Peace. Về nhà ăn cơm. Về nhà ăn cơm.